chào cả lớp. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cho nó xong cái đoạn tango luôn. Đó là cái intro tango. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tông trưởng ha. Rồi tiếp theo tông trưởng cũng khá đơn giản thôi, không gì khó. Tông trưởng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở đầu trưởng đi. Rồi bây giờ các bạn chú ý cho mình các bậc nè. Nặng mình nhớ các bậc thì mình biết rồi, đô trưởng không? Đô bậc 1, re bậc 2, mi bậc 3, fa bậc 4, sol bậc 5, la bậc 6, si bậc 7 và đô bậc 1. Ok rồi. Cái dòng hòa âm chúng ta sẽ đi như sau, 8 câu ha. Rồi, 8 câu đi. Câu đầu tiên bạn để ở hòa âm đô trưởng và nốt cuối câu chúng ta dứt là ở bậc 1 là đô. Rồi, câu thứ hai các bạn sẽ hợp âm pha trưởng và câu chúng ta sẽ dứt ở hợp âm đó luôn, pha. Câu thứ ba, son 7. Dứt cuối câu 3 là son. Câu thứ tư vẫn là son 7, dứt cuối câu vẫn là son. Ok, câu bắt đầu tiếp câu thứ năm. Chúng ta sẽ dòng là 4 câu giống giống na ná vậy nữa. Câu thứ năm dứt là ở hợp âm đô trưởng, dứt cuối câu là ở nốt đô. Các bạn đàn dạo miễn sao cái cuối câu nó nằm ở nốt đô á. Rồi cuối câu nằm ở nốt đô. Rồi, câu thứ hai là câu thứ sáu chứ các bạn. Thứ sáu là pha trưởng, vẫn dòng lại giống như câu 1 câu 2 thôi. Rồi cuối câu xuống dứt ở pha. Câu thứ bảy là vẫn giống như câu 3 luôn, son 7. Dứt ở son và câu thứ 8 sẽ chắc chắn là về đô bậc 1, các bạn về bậc 1. Là dứt ở đô. Ok. Thế rồi 4 câu thì nó chỉ khác nhau là 4 câu đầu giống nó chỉ 1 2 3 nó giống câu 5 6 7 và nó chỉ khác là câu 4 và câu 8. Câu 4 các bạn hầm ở át nằm ở son luôn. Với câu 4 á thì các bạn có thể dứt ở son cũng được, si cũng được, re cũng được, fa cũng được. Tại vì sao? 4 miễn sao 4 nốt nó nằm trong cái son 7 nằm ở át là ok, vẫn được. Ok. Rồi vẫn chấp nhận. Xong. Câu 5 tiếp theo bạn làm giống y chang là câu 1 câu 2 3 5 6 7 giống 1 2 3. Câu thứ 8 mà chắc chắn là phải về đội trưởng. Đô trưởng. Ok. Rồi cái bậc mình đi là cuối câu 1 là mình nói mình các bạn nghe, cuối câu 1 các bạn nằm ở đô là bậc 1. Cuối câu 2 nằm ở bậc 4 là pha. Cuối câu 3 nó nằm ở son và cuối câu 4 là nằm ở son á luôn. Rồi xong, câu thứ 5 tiếp tục dùng là bậc 1. Câu thứ 6 nằm ở bậc 4, câu thứ 7 nằm ở bậc 5 và câu thứ 8 dòng về bậc 1. Đô gì đó là vẫn là bậc 1 các bạn ha. Rồi mình tiếp bậc mà. Rồi. Rồi bây giờ mình áp dụng vô thử. Rồi. Go đây. Bốn câu. Tiếp. Rồi có nghĩa là thứ tự các bạn đó mình bây giờ cái giai điệu thì các bạn tùy chọn nốt, tùy chọn sao lên xuống là lên xuống, lên lên xuống xuống, kết hợp lên xuống làm sao miễn sao tạo ra giai điệu mà cuối câu các bạn nào mà các bậc mình đã nói. Bây giờ mình nói lại một lần nữa. Mình vừa làm cái nốt khác mình sẽ nói các bạn luôn ha. Rồi, nốt khác giai điệu thì tùy chọn các bạn thôi ha. Rồi. Câu tiếp nè. Đó là con đầu tiên nằm ở đốt đô nè. Bậc 4, pha. Son, bậc 5. Son. Bậc 1. Bậc 4. Thôi, đây là về bậc 1. Ok, đó là cái cách nốt giai điệu là tùy ở các bạn muốn chọn như thế nào cũng được, lên xuống sao nó tùy vậy. Giống như các bạn được theo dõi những cái intro điều khác của mình hướng dẫn các bạn thì các bạn tùy theo các bạn đó và cứ đi làm sao miễn sao cho nó đúng các bạn là về là ok. Rồi, đây là cách thứ nhất ha. Cách thứ hai với vẫn với nguyên tắc hòa âm như vậy. Đô pha son son, đô pha son đô, 8 câu. Nhưng bây giờ các nốt cuối câu các bạn vẫn nằm trong hòa âm nhưng mà các bạn không dứt ở cái bậc như vậy. Các bạn dứt ở bậc khác. Ví dụ, đầu tiên là dòng hòa âm là chúng ta đi đô trưởng nè, nhưng các bạn câu 1 chúng ta không dứt ở đô mà chúng ta nằm ở mí. Ok, rồi. Xong. Có nghĩa là nằm ở cái quãng 3 của so với cái hợp âm đó đó. Ví dụ như đô trưởng nè, đô trưởng thì các bạn cho nó nằm ở nút mi nè, cuối câu nằm cho nút mi. Pha trưởng nằm cho nó nằm nút la. Son 7 thì các bạn cho nó nằm ở nút si. Hoặc nút re cũng được.
cho nó nút si đi. Bây giờ mình tạm thời là bây giờ á, đô trưởng thì mình cho nó nằm ở bậc quãng 3 nè, bậc 3 nó ham. Bậc 3 nè, cho nó nằm bậc 3. Kết cuối cùng 1 nằm mi. Fa bạn cho nó kết nó nằm ở la. Son bạn cho nó nằm ở si, và son 7 thì bạn cho nó về son đi, cho nó nghe nó dễ nghe hơn. À, rồi câu thứ 5 y chang vậy thôi. Đô cho nó mi, rồi fa trưởng thì cho nó la, câu 6. Rồi câu thứ 7 à, nằm ở si cũng được. Si, nằm si. Rồi câu thứ 8, chủ là phải về chủ các bạn ha. Chủ là các bạn phải về hoặc nốt chủ của nó để các bạn đi. Nếu mà đi bậc 3 của nó là nằm mi thì đâu chưa về chủ đâu được. Đó, trong quá trình câu giữa chừng thì các bạn có thể đi bậc 3 thôi. Nhưng cái chủ, cái át thì tốt nhất bạn phải làm cho nó về cái át đi, nghe cho nó dễ nghe chút điều. Ví dụ son 7, bạn làm sao cho nó về son 7 đi, cho nào là hay nhất, ok nhất. Rồi bây giờ có nghĩa là, tóm lại cái phần này, cách này là đơn giản như thế, vẫn là dòng hòa âm đó thôi. Đô trưởng, pha trưởng, son 7, son 7, đô trưởng, pha trưởng, son 7, son 7, son 7, rồi đô trưởng. Rồi với dòng hòa âm này chúng ta sẽ kết câu đầu tiên là ở mi, câu thứ hai nằm ở la, câu thứ ba nằm ở si, và câu thứ tư nằm về kết ba át là son. Rồi tiếp tục câu thứ năm nha. Có tới 5 dòng y chang vậy thôi, mi. Rồi câu thứ 6 là gì? La. Tại vì phá trưởng mà, nằm la. Rồi câu thứ 8, si. Và câu thứ 8, ủa câu thứ 7 là si. Và câu thứ 8 là trái gì đô. Ok, rồi bây giờ làm thí dụ. Vô. Đàn 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 đàn. Rồi pha trưởng, rồi xin lỗi các bạn đi, tại vì cái đàn của mình nó bị chạm phím rồi, nó cứ báo trống tum tum men men men, nó báo và nó cắn cái phím rồi, đàn cũ lắm rồi, rồi nó bị chạm cái nút này nó cứ báo men hoài. Sao ta? Rồi, tạm thời hết hết chép rồi. Tạm thời nha. Làm lại phần này các bạn ha. Rồi. Đôi trưởng mà kết bậc ba nè. La pha trưởng nhưng mà mình kết la. Si son 7 nhưng mà si. Thì bù có 4 loại át son đi. Dòng lại thôi. Thôi, thế là xong. 8 câu. Bây giờ dạy điều khác nha, mình dạy điều khác xíu đi, cũng với cái bậc đó luôn, cách thứ hai với những cái bậc đó mình đi sẽ khác. Vào tình. Nhớ nha, câu 1 là gì? Câu 1 là mi, câu 2 là, câu 3 là si và câu 4 là son. Rồi câu 5 là vẫn vậy, mi, rồi la, rồi gì? Son, rồi câu 8 là đô. Ok, rồi làm dùng cái câu túc như vậy. Tiếp tục. Oh yeah. Xong. Tan tan, vậy là chúng ta đã có cách 2 với những cái kết như vậy. Rồi bây giờ cách 3, dẫn dòng hòa âm đó các bạn ha. Một dòng hòa âm thôi, không dạy nhiều dòng hòa âm phức tạp mà lại nhiều không hiệu quả các bạn ha. Dẫn dòng hòa âm đó. Các bạn nào thích những cái dòng hòa âm khác thì cứ làm theo những dòng hòa âm khác, không sao cả. Cái này là những cái gì cơ bản thôi, chẳng có gì mà phức tạp cả. Làm chủ yếu làm cho hướng dẫn các bạn cách đây. Lỡ người ta ca, lỡ tango mà tông trưởng thì mình biết sao intro giờ. Rồi quất quất lại như cái anh này đơn giản vậy thôi, ra là ok rồi. Cách thứ ba. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiếp qua cách 3. À, cách 3 là cách cũng với dòng hòa âm đó. Đô trưởng, pha trưởng, son 7, đô trưởng, pha trưởng, son 7 và đô trưởng, 8 câu. Nhưng mà cái kết chúng ta nằm ở bậc 5. Ví dụ như đô trưởng nè. Đô trưởng hồi nãy mình cách thứ 2 mình kết ở bậc 3 đúng không? Bây giờ đô trưởng bây giờ mình kết ở son nè. Rồi gì nè?
Câu thứ hai pha thì chúng ta kết ở bậc năm nữa là đô nè, son đô, rồi câu son bảy nè, các bạn kết ở rê nè, rồi son bảy thì trở các bạn bốn, câu bốn là bằng bảy gì son đi, có nghĩa là câu một theo thứ tự nè, một là son, hai là đô, hai là đô, ba là rê, bốn là son. Ok, tiếp tục câu thứ năm giọng giống như 1 2 3, ta 5 6 7 giống như 1 2 3, son đô rê, rồi trái gì chắc chắn gì đô đó, vẫn dòng hòa âm, nhưng mà một cuối câu chúng ta sẽ nằm trong cái nốt, nó nằm ở bậc năm của cái hợp âm. À ok, rồi ví dụ mình áp dụng vô nha. Tan 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 tan. Có, đó là cái cách thứ ba. À, cái giai điệu thì tùy, cái giai điệu tùy các bạn đi tiết tấu, các bạn đi thế nào thì tùy các bạn. Vào mình không biết hướng dẫn mấy cái đó, là cái đó là nhiều lắm, nhiều phức tạp, thì các bạn tự suy ra với tương tự theo nguyên tắc và cái dòng hòa âm này thì các bạn có thể làm được những cái mà các bạn muốn. Ví dụ cái thứ ba mình đi giai điệu khác đi ha. Rồi xong, đó là cái thứ ba. Rồi các bạn cứ làm thêm một cách hai thì thôi cũng được rồi, không có phức tạp mấy vậy đâu. Cái này mình chỉ thêm thôi. Rồi còn với ba cách này thì các bạn có thể đủ xài rồi, với cái intro, tango, tông trưởng. Rồi còn cách thứ tư thì ngoài lề thôi. Cách này là mình có nghĩa là các bạn tùy đi theo giai điệu, tùy tiết tấu, tùy dòng âm khác, nói chung là trộn lẫn tùm hỗn tạp, kiểu này là hỗn tạp, không tuân thủ quy tắc nào cả. Các bạn nghe nè, mình chế thôi. Đại khái vậy thôi, các bạn có thể chế theo những cái bậc khác nhau để làm sao cho nó về tâm trưởng. Khi người ta mà bắt đầu vào hát á, thì các bạn có thể chế thêm một cái câu như vậy, dằn như cái kiểu cái phần dằn đó mình sẽ hướng dẫn các bạn phần clip sau đi, tại vì phần dằn rất là nhiều thứ trong cái phần dằn của tango là phần dằn rất là phải có một cái clip riêng, tại vì rất là nhiều kỹ thuật để cho các bạn nắm. Bây giờ nếu dồn vô trong đây thì dài lắm, không coi không nổi đâu. Ok rồi, chúc các bạn thành công. Intro tango, bạn thấy đồng ý là cái điều này thì ít gặp. Đây là một trong những điều rất là sang. Tango là một trong những điều sang dành cho những bài hát và khá là cũ, dành cho những cái điều khiêu vũ, những cái người nào mà thích khiêu vũ với cái điều này thì rất là hay. Ok rồi, các bạn cứ để những cái clip trên này, cái nào chưa cần thiết dùng xem tới thì các bạn cứ để bên đó, và khi nào các bạn có đến sẽ đến lúc các bạn cần tới những cái điệu này và những cách này. Không bao giờ có cái gì là đối với âm nhạc mà gọi là dư hết các bạn. Các bạn cứ tập và các bạn cứ học đi, không có cái gì dư cả. Người ta biết, chúng ta phải biết. Nếu đã học, chấp nhận học nhạc thì các bạn phải cố gắng học cho tới, học cho đến cùng, học cho hiểu rõ về nó, không học chơi được. Thì mốt có cái để khi mình tâm sự mà gặp những cái bạn mà đồng nghiệp về âm nhạc đó, thì mình sẽ nói chuyện với nhau về âm nhạc một cách hiểu biết, một cách có trình độ về nó, không gọi là nói chuyện rừng về âm nhạc.
Ok. Thôi, với Trần Khánh Rổ Sơ sẽ mang đến cho các bạn những cái clip hướng dẫn mà ở nhà là các bạn có thể học được rồi, không cần phải đến trường, đến thầy, đến cô. Ở nhà tập từ từ. Mình sẽ tiếp tục ra những clip hướng dẫn tiếp theo cho các bạn. Không cần tốn một chi phí nào cả với Trần Khánh Rổ Sơ. Mình sẽ hướng dẫn một cách hết mình, tâm huyết và từ từ, chậm chậm cho các bạn hiểu từng nốt nhạc. Ok, hãy đến với Trần Khánh Rổ Sơ để có cảm nhận sâu hơn về âm nhạc. Chúc tất cả thành công, chúc sức khỏe, chào tạm biệt.